nha. Chơi cái trò này cũng vui lắm. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Dũng. Các bạn thấy Dũng cầm gì không? Cái này là mọi người cũng sẽ đoán được là Dũng đang làm món gì đúng không? Tất nhiên là món bánh khọt rồi. Bánh khọt thì chúng ta sẽ làm theo cái phương án nào, miền nào không quan trọng. Quan trọng là mình thích thì mình cứ làm. Đừng có nói là chúng tôi sẽ làm bánh khọt theo miền này miền kia, không phải đâu. Tại vì tùy theo một cái nơi, tùy theo cái vị trí mình ở, tùy theo ngày hôm đó mình kiếm được cái nguyên vật liệu như thế nào thì mình làm như thế đấy. Miễn sao ăn ngon là được. Và điều quan trọng nhất là không thể thiếu rau. Đây, dấp cá nè, hún lũi nè, hún lũi rau sống nè. Và đặc biệt các bạn biết cái lá này lá gì không? Ý dạ, cái lá này là lá bằng lăng, ăn nó chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm như lá điều rồi đó. Cái này là phải có trong cái món này. Cái lá điều này thì nếu mà ở ai mà ở xa quê hương thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được mà ăn, nhưng mà sẽ rất là nhớ đúng không nào. Yên tâm đi, một ngày nào đó thì mọi người sẽ được ăn thôi. Đây, tiếp theo hai theo nữa là cái món xà lách, mà xà lách là xà lách ta nha, xà lách là của giống như là xà lách hồi xưa, xà lách Việt Nam đấy. Nó dầm cái rổ luôn đấy, cho vô hết luôn. Phía xa xa có cây lá cách, lá cách nữa. Cũng giờ Dũng đang bẻ luôn, cũng hái luôn, vô chế luôn. Hai lá cách, cái ta tưởng là vô xào thịt bò nhưng mà không phải. Thực ra thì cái cây lá cách này nhà Dũng mới tính là kêu đốn từ lâu rồi, nhưng mà nó không, để yên nó cho em nha. Đó, nên chỉ cặp chặt cái cành thôi. Đó, mọi người thấy không? Nó non đã dễ sợ luôn. Ai mà thấy lá cách như thế này chắc thèm thịt bò này lá nó đi. Đây, này non quá. Xong. Đi vào. Xong rồi. Thật ra thì mọi người biết không? Cái lá này thì nó trên đọt cây. Nó cũng không có gọi là gì dơ gì cả. Nó chỉ là mang cái tính chất là bụi thôi. Đó. Vào mình sẽ cắt bớt cái cọng. Rồi xong, một rổ rau hoành tráng lệ để chúng ta có thể ăn món bánh khọt để qua một bên. Các bạn thân mến, và sau khi Dũng giới thiệu hôm nay chúng ta sẽ làm món bánh khọt. Bánh khọt thì đây là ở Vĩnh Long thì Dũng sẽ làm theo phong cách ở Vĩnh Long. Thì các bạn biết cái bánh khọt thì chúng ta sẽ làm nhân đó, nhưng gì Dũng sẽ mua thịt ba rọi đấy, có thịt có mỡ luôn, và thứ hai nó có một cái cục mỡ như thế này để một lát để mà chúng ta tráng cái phần mà cái phần nồi để mà chúng ta chiên đấy, thịt ba rọi đây nha. Thứ hai nữa là Dũng sẽ chọn tép thẻ đấy, tép này là tép còn sống luôn đấy, Dũng mua rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Và cái điều quan trọng nhất ấy, là Dũng có một cái sản phẩm đây, đậu xanh, đậu xanh để nguyên vỏ luôn và hấp hấp chín đó. Để một lát chúng ta sẽ cho vô cái phần phần bánh. Thì bây giờ thì mọi người cũng thấy là tất cả những cái sản phẩm này, thịt heo và tép thì Dũng mới xào sơ qua, thì sau đó thì chúng ta mới chiên được. Thì bây giờ trước mắt là Dũng sẽ xắt thịt ba rọi nhé. Xắt thịt ba rọi thì các bạn cũng biết rồi, thịt nó thì phải xắt thịt là mỏng đó, không được xắt dày đó. Bây giờ cái miếng thịt là thật sự là xắt theo cái chiều nào đây, đây đó. Xắt thịt là mỏng và nhỏ để cho nó khi mà chúng ta chiên thay vì người ta sẽ dùng thịt bằm cũng được, nhưng mà thôi thì bây giờ thì mình thì lát thì Dũng cũng sẽ sau khi mà Dũng xắt thì Dũng sẽ bằm sơ sơ một tí xíu để cho nó nhỏ lại đó. Xắt như thế này một lát Dũng sẽ bầm lại cho nó hơi tơi ra một chút xíu, chứ còn để nguyên miếng như thế này thì nó sẽ không ngon cái bánh, tại vì cái bánh này là bánh khọt không phải bánh xèo. Bánh xèo thì nó to hơn, chúng ta sẽ dùng miếng thịt bự hơn, nhưng mà này thì không. Rồi thôi như đây thì tất nhiên là thịt này thì Dũng sẽ bầm sơ qua rồi đấy, phải là bầm nát nha mọi người. Dũng sẽ bầm cho nó dạng như là nó sẽ đứt làm đôi, làm ba, làm bốn thôi.
thân mến, và thực ra thì ngoài cái vấn đề là khi chúng ta có nhân thịt heo và tôm, đậu xanh thì cái nước mắm rất là quan trọng. Thì cái nước mắm đó thì Dũng sẽ làm theo cái kiểu là miền Tây luôn, đó là dưa chua. Phải có dưa chua thì nó mới ngon, thực sự là người dân miền Tây hả? Đây là nó thích ăn. Bản thân người Dũng thì thật ra thì khi mỗi lần mà Dũng ăn á, bất cứ một cái gì cũng vậy thì Dũng phải có dưa chua đó, dưa chua mới ngon. Dũng không dùng tỏi mà Dũng sẽ hành tím, tại vì hành tím đó là nó thơm nhưng mà nó không có gắt. Tỏi thì nó dễ dàng hơn, nhưng mà thôi mình chơi hành tím đi. Hành tím trong nấu ăn thì nó sẽ tùy ai thích sao cũng được nha. Nhưng mà cái mùi hành tím khi mình thấy lên nó thì thích hơn. Bây giờ bước tiếp theo nữa, cho tép vô. Đây, sau khi chín thì Dũng sẽ đổ ra ngoài cái thau. Đây, và Dũng tiếp tục lại sử dụng cái chảo luôn, Dũng không cần phải rửa. Tại vì mọi người biết sao, cũng không cần thiết đâu, Dũng phải chơi luôn á. Đấy, đấy, cho bánh hành tím vô. Mới thật ra thì để làm được mấy cái món này thì thật sự là nó cũng hơi bị chua cay đúng không? Không có đơn giản đâu, mình thấy nó đơn giản, thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà cái khâu chuẩn bị rất là quan trọng. Chúng ta còn sẽ có một cái khâu nữa, đó là khâu pha bột nữa. Cái khâu đó cũng rồi, cho thịt vô luôn. Thì chín rồi thì xong thì rút ra thôi. Đó, như thế này thì cái nhân của mình nó ăn rất là ngon. Nó vừa thơm mình vừa béo vừa. Sao? Thế là chúng ta có hai cái thành phẩm như thế này. Xuất sắc. Cắt và bây giờ Dũng đi rửa chảo. Hay, và bây giờ thì điều đầu tiên nhất là mình phải để ở đây. Để sao? Để cho nó nóng, giống như là mình nung cái lò đó để cho nó nóng lên. Và khi mà mình đổ thì nó sẽ rất là coi như là nó chín ngay và nó rất là ngon. Bây giờ bước tiếp theo nữa làm cái gì? Bây giờ khâu cuối cùng đó là pha bột. Bây giờ đây Dũng có đã có một cái thon bột như thế này. Thì mọi người biết là chúng ta sẽ dùng bột chiên bánh xèo với mà bột nở hoặc là bột chiên đó, chúng ta sẽ trộn chung. Và Dũng có một cái sản phẩm như này, thành phẩm như thế này. Đây. Và Dũng cho một lít nước vào trong đây đó, để Dũng pha bột trước để sau. Thí dụ như nếu như mà ở đâu thì người ta sẽ thích dùng mà nước cốt dừa, người ta pha thì nó béo rất là ngon, nhưng mà thôi Dũng sẽ không dùng nước cốt dừa mà Dũng mới dùng nước. Thì Dũng sẽ cho nước vào để mà trộn một lít nước. Thực ra thì đây là cái bột người ta làm bánh chiên bánh đó, nên người ta đã coi như là đã pha chế sẵn ở trong này hết rồi, nên mình nó mua về mình chỉ cần là mình kết hợp hai cái loại bột mình sẽ tán ra thôi. Thực ra thì Dũng không có khéo trong cái khâu này nha các bạn, tại vì Dũng chỉ biết nấu ăn thôi, chứ còn mấy cái này là Dũng phải nhờ người khác làm, nhưng mà Dũng không có khéo trong cái vấn đề chiên bánh, Dũng chỉ biết làm thôi. Chứ còn để mà tỉ mỉ thì không. Mang tập về vô.
Bởi ta nói một khi mà đàn ông vào bếp đó, thì cái bếp nó cũng hơi bị banh chành chứ không phải giỡn mặt đâu. Đấy. Đây, bây giờ thì Dũng có một cái sản phẩm như vậy. Và Dũng sẽ cho một ít bia vô nữa. Đó. Cho một ít bia vô thì nó cái bánh nó mới giòn. Dẫn. Và sau khi Dũng pha như thế này, Dũng phải để khoảng chừng 30 phút. Để sao? Cho bột nó nở, chiên nó mới ngon. Ây da. Bây giờ là có phải có lon bia. Đó. Thay vô một tí thôi nha. Rồi, nửa lon thôi. Đó. Đây, sau khi pha thì sau khi cho bia vô luôn. Bây giờ Dũng có hai cái giá chút xíu là văng cái trứng gà rồi, thấy chưa? Hai trứng gà ta nó rất là ngon. Hai trứng gà này thì chúng ta sẽ cho thêm nữa cho nó hấp dẫn. Các bạn thân mến, tại vì nhà Dũng thì nó có một cái khuôn là gan, nhưng mà tại vì Dũng muốn cho nó tông xuyệt tông với cái bếp này, Dũng đã nhờ anh Dũng đêm qua coi như là mua cho Dũng một cái coi như là cái khuôn này. Thì đó, mọi người biết là cái mẻ đầu tiên là chúng ta sẽ không bao giờ tính nha. Bây giờ thường thường là chúng ta sẽ cho nó chán qua cái lớp mỡ. Đây là cái cục thịt, đây là cục mỡ. Thường thường là người ta sẽ làm như vậy nè, đó. Đấy. Không biết ở chỗ khác làm sao, nhưng mà ở Vĩnh Long thì thường thường là họ làm như thế này. Thường thường đó là coi như mẻ đầu tiên chúng ta sẽ bỏ nha, không tính nha. Rồi. Lên không? Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ cho đậu xanh. Bước tiếp theo nữa, thịt. Vậy ta nói làm cái này thì làm nó thiệt khổ, mà ăn thì có tí xíu, cái khuôn có chút xíu. Rất là mệt mỏi. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có mỗi một cái miếng là một con tép đi, chứ không thể nào hai con được. Cái này là mỗi một con, một cái bánh là một con tép thôi. Cái này Dũng ăn một lần chắc Dũng ăn còn 10 cái bánh chưa thấm tháp nữa. Thấy cực khổ chưa? Đấy. Rồi xong. Đấy. Giờ mời em vô. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có cái nắp. Sẽ có cái nắp đậy lại thì nó mới chín được mà. Để lại nhé. Bây giờ Dũng có một cái chiêu nữa, giống như người ta đã từng làm. Là mình sẽ đi cắt một cái tép chuối, cái bẹ chuối á. Để chi? Để mình làm. Ta cái bẹ này. Thực ra thì mọi người biết không? Bây giờ thấm hai ba thứ rồi nữa. Rồi, xong. Bước tiếp theo nữa là mình sẽ chế bột. Cái mẻ đầu tiên thì Dũng đã làm xong rồi nhưng mà nó không ngon như ý mình. Đó. Nhưng mà mẻ thứ hai mình sẽ xuất sắc hơn. Thường đó là cái mẻ đầu nó sẽ bị dính nhiều nhưng mà vẫn ngon các bạn ạ. À. Nó là lâu lắm rồi cũng mới ăn cái bánh này giống như là nó kêu trộn nít vậy đó. Cái này nó hơi bị yếu, cho thêm miếng đi. Cái này là giống giờ thì cái này mà người ta ngồi kiên nhẫn để mà người ta chiên, để người ta bán, người ăn phải nói thật. Khi mà mình làm rồi mình mới thấy đúng là thiệt.
đúng là thật công phu và tỉ mỉ thì cái bởi vậy á, nhiều khi á cái điều quan trọng nhất là cái người mà bán họ có tâm lắm, bán cái bánh này là phải kiên nhẫn, phải như thế nào, phải nói chung là yêu nghề lắm luôn á. Mọi thứ một ít vô đây, miếng thịt nữa. Thì cái chơi cái trò này thì rất là mệt mỏi. Một con tép làm nguyên một cái thao tép này không biết là để ăn cho tới ngày mốt nữa. Con tép là coi như là một hình ảnh từ trong đẹp thôi. Cắm lên. Thực ra thì Dũng không bao giờ chơi mấy cái trò này đâu. Nhưng mà hôm nay thì món mới gì món ngon, chúng ta phải thực hiện món này thôi để đáp lại. Rồi thì thỉnh thoảng á chúng ta phải cho ít dầu lên trên để cho bánh nó đừng có bị khét. Nó sôi rồi nè, nó phải sôi sôi sôi. Lúc lên nha. Chơi cái trò này cũng vui lắm á. Rồi. À, các bạn biết không? Thực ra thì cái bí quyết mà để làm cái món này giòn thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta cho thêm dầu thêm nhiều chút xíu thôi. Cái này thì nó sôi sèo 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 lên. Chứ còn nếu mà chúng ta không cho dầu nhiều thì chắc chắn là nó sẽ không bao giờ giòn và nó không bao giờ ngon được. Nên chính vì vậy mà chịu khó ha. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta sẽ có ăn cái món này là món dưa chua và rau và nước mắm. Đấy. Thì bây giờ trong cái quá trình chờ đợi thì bây giờ Dũng sẽ pha nước mắm. Lạp la. Đây. Đây. Các bạn biết không, đây là nước mắm á, là thực ra thì ở nhà nếu mà chúng ta chuẩn bị kỹ á, thì chúng ta sẽ có một cái hỗn hợp nước mắm như thế này. Chúng ta sẽ cho đường và nước mắm vô, chúng ta sẽ nấu. Hay là chúng ta muốn nấu ngon nữa, chúng ta một cho miếng thơm vô, chúng ta sẽ có một cái hỗn hợp nước mắm rất là ngon. Thì Dũng không cần phải nói thêm về vấn đề này nhé. Tại vì ai cũng biết làm hết. Đây. Dũng sẽ làm ít nước mắm. Còn cái này mới là quan trọng đây. Đây. Còn đây là cái hũ ớt thần thánh của Dũng đây, tương ớt của nhà Dũng làm. Tại vì trước đây là Dũng đã từng nói là Dũng sẽ bán cái sản phẩm này. Nhưng mà tại vì tới hôm nay, tại vì công việc nó cũng quá nhiều và Dũng chưa có ra lò chính thức cái món tương ớt. Nhưng mà ngày hôm nay thì Dũng sẽ giới thiệu lại. Thì mọi người thấy không? Đây. Món tương ớt này phải nói là nó đặc biệt ở cái chỗ là cái quá trình làm rất là khổ cực luôn á. Nó thơm một cách diệu kỳ và nó ngon. Bây giờ thì Dũng sẽ cho hết vô trong bàn này. Dũng sẽ cho mọi người ở vô đây. Thì các bạn biết không? Nước chấm này nó kinh khủng như cỡ nào. Nó vừa kèo, vừa thơm, vừa ngon. Nếu mà các bạn nào mà muốn thích ăn chua một chút xíu thì các bạn sẽ nằm miếng chanh vô. Thế là xong. 2, 3 Đây. Đây là một cái chín trước. Dũng sơ trước ra đi. Đây. Và bây giờ thì cái điều đầu tiên nhất á, là khi mà ăn cái món này á, là chúng ta sẽ có cái gì, lá cách. Đây. Cái lá này hồi nãy anh Cường nói là lá gì quên rồi. Lá gì? Bằng gì? Bằng lăng. Trời ơi, rất là quên, không nhớ luôn. Đấy. Chúng ta sẽ cho salad nè, rau thơm nè. Đó, cho một cái bánh bánh gì mới vừa ấy luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Uống lại. Uống lại. Chấm vô nước mắm. Bánh đã chín rồi. Mình rút qua. Cái này đâu bán hồi nó là. Nó bị dính cái dây theo. Ra chơi mấy cái trò này rất là mệt mỏi các bạn biết không? Nè nó vàng vậy nè, nó ăn nó mới sướng. Nè như thế này, đó, úp lại luôn cho mọi người xem. Ôi đã quá.
Đây. À, các bạn thân mến, thì khi mà chúng ta về với bánh miền Tây, chúng ta ăn bánh khọt á, thì nó sẽ không giống ở một số nơi là có rau sống, thì họ sẽ có dưa chua. Đó. Dưa chua xong, chúng ta sẽ chế nước mắm trực tiếp luôn. À, nước mắm chua ngọt. Đấy. Và thế là ăn. Các bạn thân mến, và bây giờ thì Dũng sẽ ăn theo cái kiểu miền Tây của Dũng nha, Vĩnh Long. Thứ nhất là chúng ta sẽ có lá gì mình mới hái nãy. Lá cát. Cái này là bằng lăng nè. À, cái này là lá cát lòi. Cát lòi là người ta để người ta ăn bánh xèo. Và cái điều quan trọng nhất là cái lá đinh lăng, mà thưa xưa là người ta trồng người ta làm kiểng đó mọi người. Nhưng mà giờ không hiểu sao mọi người ăn tuốt được tuột. Và mình cũng bắt chước người ta, mình ăn ở ngoài Bắc thì cũng thấy là mọi người ăn cũng rất là nhiều, rất là ngon. Bây giờ mình chơi bốn loại đá lá độc nhất vô vị ở miền Tây. Mình sẽ cho vào một cái cuốn. À, mọi người thấy là thấy sao? Cái sự ra thì cũng phê lắm. Khá thiệt đó. Quá ngon. Toàn là mấy lá độc không? Mấy lá rất là ngon. Đây là nhà Dũng trồng hết nha. Tất cả một cái là trồng hết, nên nó ăn rất là yên tâm. Hello các bạn thân mến, và sau khi mà quần quật với tất cả cái món này, thì bây giờ thực ra thì các bạn thấy không, có ê hề luôn. Thực ra thì Dũng làm thôi, nhưng mà sau đó thì Dũng có mấy chị Dũng sẽ xông vào bếp để mà làm hết tất cả những cái này để mọi người cùng ăn. Chứ mà đâu có thể nào bỏ được đúng không, hôm nào. Nhưng mà nếu mà gia đình chúng ta có ít người thì chúng ta chỉ làm một ít thôi, thì chúng ta sẽ không có 2-3 người thì chúng ta sẽ ăn được cái món này. Và nó cực kỳ dễ và cực kỳ dễ làm. Tại sao? Chứ Dũng thì đây là lần tiên Dũng làm. Dũng chỉ chiên bánh xèo thôi chứ Dũng chưa làm bánh khọt đâu. Nhưng mà hôm nay thì tại sao? Khi mà chúng ta biết nấu ăn á, thì món gì chúng ta cũng có thể làm được hết. Chỉ cần chúng ta học ở trên mạng hay là chúng ta xem ở đâu đó, hoặc là chúng ta chỉ cần hỏi qua người thân của chúng ta, alo món bánh nó làm như thế nào, là dễ lắm. Bây giờ mọi thứ đều có hết. Chẳng hạn như là chúng ta mua bột về có sẵn hết rồi, chúng ta về pha. Không phải giống như ngày xưa mà mẹ Dũng mỗi lần mà làm bánh là phải xay bột, và xong rồi phải dằn cả đêm nữa sau đó thì mấy. Cái đó rất là ngán ngẩm, rất là mệt mỏi. Nên khi mà mỗi lần chúng ta ăn bánh là chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ. Nhưng mà còn bây giờ thì rất là dễ, trong vòng 30 phút là chúng ta sẽ có món bánh khọt này thôi. Và Dũng xin chúc các bạn sẽ thành công với món này nhé. Hy vọng giống như Dũng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở số sau nhé. Bye bye.